trường mầm non Mỹ An được thành lập năm 1999. Trường đóng trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trường có một điểm chính tại thôn Ngọc Nương và một điểm lẻ ở thôn An Phú. Với tổng diện tích sử dụng là 7.410 m². Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 19/31 bằng 63%. Trường có tổng số 418 cháu trên 14 nhóm lớp. Trường có 14 phòng học, trong đó có 1 phòng học nhờ, 8 phòng chức năng, bếp một chiều đảm bảo đúng quy cách. Với sự nỗ lực và quyết tâm của cả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, trong những năm qua, trường mầm non Mỹ An đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương với nhiều thành tích đáng ghi nhận, như tập thể lao động tiên tiến, trường đạt cơ quan văn hóa, chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh. Thực hiện kế hoạch số 38 ngày 25 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Trường mầm non Mỹ An đã xây dựng kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường và triển khai đến 100% các nhóm lớp trong nhà trường. Trường đã xây dựng môi trường xã hội, môi trường vật chất phù hợp với đặc điểm của địa phương, điều kiện thực tế của nhà trường như sau. Thứ nhất, môi trường xã hội. Để đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ, tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ. Vì vậy, môi trường xã hội là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Chính vì thế, hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với trẻ hàng ngày luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Nhằm phát huy hết những kiến thức, kỹ năng của trẻ một cách chủ động, thì giáo viên và những người xung quanh trẻ luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, khẳng định bản thân, chấp nhận sự khác biệt của trẻ. Đánh giá sự tiến bộ của trẻ so với bản thân, không so sánh với trẻ khác. Kiên nhẫn với trẻ, chờ đợi trẻ, khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự diễn đạt bằng lời nói, luôn động viên trẻ tự tin vào bản thân. Trẻ được khuyến khích tham gia, hợp tác để cùng phát triển. Khuyến khích trẻ trao đổi hợp tác thực hiện ý tưởng chơi, cùng hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau. Khuyến khích trẻ tham gia thảo luận, xây dựng nội quy lớp học, xây dựng quy tắc hoạt động trong các góc. Khuyến khích trẻ hợp tác chuẩn bị, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí, sắp xếp, vệ sinh môi trường hoạt động. Thứ hai, môi trường vật chất. Khu thực hành. Khu vực hành lang phía trước. Với sự linh hoạt sáng tạo của các cô giáo, các cô đã tận dụng hành lang phía trước để làm khu vực vui chơi trải nghiệm với thiên nhiên, với vật liệu thiên nhiên, với trò chơi dân gian. Khu vực chơi phát triển thể chất, trò chơi với chữ cái, chữ số. Ngoài ra, không gian hành lang, các cô còn bố trí chậu hoa, cây cảnh phù hợp với diện tích. Khu vực cửa lớp. Các lớp đã bố trí góc tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Có bảng thông tin về giáo viên phụ trách nhóm lớp, họ và tên, trình độ đào tạo, số điện thoại liên hệ của các giáo viên phụ trách nhóm lớp, bảng công khai hoạt động giáo dục. Thời gian biểu theo chương trình giáo dục mầm non, chế độ sinh hoạt, kế hoạch giáo dục theo tuần của nhóm lớp, bảng theo dõi sự phát triển thể lực và theo dõi đánh giá trẻ của nhóm lớp, cập nhật đầy đủ thông tin theo định kỳ quy định. Khu vực trong nhóm lớp, môi trường trong nhóm lớp học bao gồm mảng tường chính, mảng tường chủ đề, các góc hoạt động. Mảng tường chính bao gồm ảnh Bác Hồ, bé bé Minh Phương, màn hình TV, các bảng biểu, bảng kiểm diện, bảng dự báo thời tiết, bảng bé ngoan, lịch của trẻ. Mảng tường chủ đề bao gồm phần tên chủ đề, phần tranh, ảnh chủ đề. Mảng tường chủ đề là mảng tường có tính động, thay đổi nội dung, hình thức theo từng chủ đề. Mảng tường mở bố trí nguyên vật liệu để trẻ hoạt động và bổ sung thêm các sản phẩm sau mỗi hoạt động của chủ đề. Các góc hoạt động, góc chơi. Các hoạt động được chia làm hai phần, phần tên góc và phần tổ chức các hoạt động trong góc. Phần tên góc,
góc phân vai bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên có sẵn ở địa phương và với đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo đã tạo thành nhiều đồ dùng, đồ chơi phong phú hấp dẫn. Với những đồ chơi đó được các cô giáo sắp xếp, trang trí thành một mô hình trung tâm mua bán, mua sắm. Ở đây có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, đây chính là góc mở, có rất nhiều sản phẩm cho trẻ mua bán, trải nghiệm, bao gồm những mặt hàng bánh kẹo, đồ dùng gia đình, phương tiện dụng cụ, phục vụ chủ đề chuyên nghiệp. Qua góc chơi, trẻ hình thành được kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng xã hội và các kỹ năng khác. Góc học tập có nhiều đồ chơi được làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, màu sắc hấp dẫn để thu hút trẻ tham gia nhằm ôn luyện, củng cố, phát triển nhận thức cũng như tạo ra cơ hội học tập khác. Ngoài ra, các cô giáo cũng đã gắn rất nhiều các hình ảnh hoạt động, có nơi cho trẻ chơi góc mở. Trên các giá của các cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ dùng học tập để trẻ trải nghiệm thực hành. Góc nghệ thuật, chúng tôi đã trang trí gần gũi với trẻ và theo sở thích của trẻ. Trong góc có nhiều dụng cụ âm nhạc khác nhau như đàn, micro, chống lắc, chống cơm. Ngoài ra, bằng các nguyên vật liệu khác, trẻ thỏa sức tạo ra các sản phẩm tạo hình khác nhằm rèn luyện các kỹ năng khéo léo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tạo hình. Góc chơi này được thể hiện rõ ở sản phẩm của trẻ. Góc xây dựng là một trong những góc chơi cần có những kỹ năng phối hợp, liên kết chặt chẽ, tạo nên những sản phẩm chung. Chúng tôi đã chuẩn bị cây xanh, nhiều nguyên vật liệu và đồ dùng đồ chơi khác nhau để trẻ xây dựng nên ngôi nhà, ngôi trường, công viên và các công trình khác theo từng chủ đề, theo sự tưởng tượng của trẻ. Góc chơi vận động, trẻ được trải nghiệm, được khám phá, được chơi các trò chơi như ô ăn quan, ném vòng cổ chai, trồng nụ, trồng hoa. Các góc bố trí hợp lý theo khuôn viên của lớp, thuận tiện cho các góc khi trẻ chơi. Khu vực nhà vệ sinh, khu vực phía trước có bồn rửa tay của học sinh, bố trí để giá phơi khăn mặt hợp lý, có biển phân khu vệ sinh nam nữ. Treo trước cửa nhà vệ sinh có hình ảnh bé trai, bé gái kết hợp với chữ, có nội quy sử dụng nhà vệ sinh, xung quanh tường trang trí thêm cây xanh. Khu vực phòng ngủ của trẻ chia thành hai phân khu chính, phân khu để đồ dùng phòng ngủ, phân khu kê sạp ngủ. Hai phân khu này có ranh giới rõ ràng, độc lập về vị trí, phù hợp với diện tích, cấu trúc của phòng ngủ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngủ. Xung quanh tường có dán bức tranh, mây, trăng sao nến. Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời. Sân vườn có cây xanh, có bồn hoa, cây cảnh được bố trí hợp lý trước các lớp học và trong sân trường. Có hai vườn rau được tận dụng khoảng đất phía phải và phía trái. Từ cổng vào, bố trí phù hợp với khuôn viên diện tích hiện có. Những luống rau sạch luôn được cô và trẻ trồng và chăm sóc hàng ngày. Khu vui chơi với cát, nước, sỏi, trẻ được tiếp xúc với cát, nước. Chơi các trò chơi câu cá, thả vật chìm nổi, đong đúc xây nhà trên cát, sỏi. Khu vui chơi phát triển vận động của bé. Tại khu phát triển vận động, trẻ được vui chơi với các đồ chơi như thang leo, cổng chui, cầu trượt. Trẻ được leo trèo, bò chạy nhảy, chui qua cổng, đu, đi trên ghế, thể dục, ném bóng rổ, ném trúng đích. Có nhiều trò chơi kích thích sự vận động của trẻ. Trẻ được tập luyện cho đôi chân khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai, phát triển cân đối, hài hòa. Bên kia là thư viện của bé. Ở đây được các cô xây dựng bằng các phế liệu khác nhau, tạo các hình ảnh thân thiện, có tranh ảnh, sách truyện, rối, trẻ cùng nhau đọc sách, xem sách, kể chuyện. Bên cạnh là góc chợ quê. Ở đây tạo ra cho trẻ cơ hội giao tiếp, hình thành và rèn luyện kỹ năng xã hội. Thông qua đó nhằm giúp trẻ tái tạo những hoạt cảnh về làng quê và trẻ hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí khu vui chơi giao thông cho trẻ. Có được môi trường như hôm nay chính là nhờ sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Ngạn, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt có sự phối hợp, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần của các bậc phụ huynh học sinh và sự cố gắng tận tụy sáng tạo của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngày càng hoàn thiện hơn. Rất mong được sự dìu dắt và tiếp tục quan tâm của các cấp lãnh đạo.
Một lần nữa, cô trò trường mầm non Mỹ An xin gửi đến các cấp lãnh đạo, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị lời cảm ơn sâu sắc và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.